chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Nhí Vlog. Lời nói đầu tiên, Nhí xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn và chúc các bạn có cuộc sống luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chủ đề chia sẻ hôm nay thì Nhí sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn hai cái cách chọn và ăn cái quả bồng bon ngon nha các bạn. Nếu các bạn xem video, thấy video hay, hữu ích thì hãy để lại cho Nhí xin một like cũng như giúp Nhí share những cái thông tin này cho bạn bè, người thân mình được xem. Và đừng quên ủng hộ Nhí bằng cách là nhấn vào đăng ký kênh nha các bạn. Đầu tiên thì Nhí sẽ chỉ cho tất cả các bạn cái cách chọn được cái quả bồng bon ngon. Thì thông thường người Việt Nam mình thì thích chọn quả to các bạn. Cứ đi mua trái cây hoặc là đi mua cái gì đó mà thấy nó to, nó bự, nó đẹp là cứ mua các bạn. Bây giờ Nhí sẽ bóc một trái to cho các bạn xem ở bên trong nó có ngon hay không nha các bạn. Đây các bạn, nhìn cái quả, nhìn rất là đã luôn các bạn, nhìn nó to không? Bây giờ thì mình sẽ lấy một con dao Thái Lan, mình cắt cái quả này ra, coi nó bên trong nó có cái gì nha các bạn. Thường có nhiều người cứ mua về ăn thôi chứ không biết là bên trong nó như thế nào. Đây các bạn, nhìn đây, các bạn nhìn không? Bên trong nó có rất là nhiều hột và hột rất là to luôn các bạn. Mình đã cắt ra đôi rồi các bạn nhìn không? Hột rất là to. Như vậy thì chúng ta ăn thì nó không ngon các bạn. Để so sánh với trái lớn thì mình sẽ lấy trái nhỏ hơn các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bóc vỏ nó ra cho các bạn xem nha. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ dùng một con dao nè. Mình sẽ cắt ra cho các bạn xem nha. Thì cái quả bồng bon này ăn nó có cái vị chua chua, ngọt ngọt các bạn, nhìn rất là ngon luôn. Đây các bạn có thể quan sát bên trong của trái nhỏ, cái hột nó rất là nhỏ luôn các bạn. Cái thịt nó rất là nhiều. Đến khúc này thì các bạn có thể biết được trái bồng bon lớn ngon hay là trái nhỏ ngon rồi nha. Với trái bồng bon thì các bạn nên chọn trái nhỏ ngon hơn nha các bạn. Không phải lúc nào mà trái bự cũng ngon nha các bạn. Và tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cái cách ăn bồng bon không dính mũ tay, cực kỳ hay luôn. Thì thông thường chúng ta mua bồng bon về thì chúng ta cứ lột như thế này các bạn. Mình lột mình ăn vậy thôi. Mà trái bồng bon thì các bạn biết là rất là nhiều mũ. Và đặc biệt là chị em phụ nữ chúng ta lột nó có cái móng tay tí xíu nữa là cái móng tay đen xì luôn. Cũng như cái ngón tay đen xì luôn. Và các bạn có thể quan sát nè, nhìn không, mũ rất là nhiều luôn. Theo như mình biết cũng có rất là nhiều người họ ăn đúng cách, nhưng mà cũng có rất là nhiều người họ ăn sai cách, cứ mua về và cứ lột và ăn thôi. Cái cách ăn bồng bon không bị dính mũ tay các bạn, thay vì các bạn lột từ trên đầu lột xuống thì bây giờ chúng ta phải lột từ phần đít mình lột lên. Để Nhí sẽ lột một trái cho các bạn xem coi nó có mũ hay không nha. Đây các bạn quan sát trái bồng bon đi. Cái phần đầu, phần đít nó thì gần như giống nhau, nhưng cái phần đầu nó thì nó có cái cùi, phần đít thì nó không có cái cùi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bóc vỏ cho các bạn xem nha. Mình sẽ lột cái phần dưới đít của cái trái bồng bon này các bạn. Và các bạn có thể quan sát kỹ, các bạn nhìn đi, không có một miếng mủ nào luôn. Và cái cách ăn bồng bon như thế này thì rất là tuyệt vời các bạn. Không bị dính mủ tay nè, không sợ dơ tay nè, rất là hay luôn. Thay vì mình ăn mình lột từ phía trên mình lột xuống, thay vì mình lột từ đít mình lột lên, chỉ có thay đổi cái nơi bóc vỏ thôi, rất là hay luôn các bạn. Và Nhí cũng chúc cho tất cả các bạn sử dụng cái cách ăn bồng bon thật là đúng cách, cũng như chọn được cái quả bồng bon thật là ngon. Tránh trường hợp mà đi chợ mua cái trái bồng bon mà thấy trái to quá, nhìn đẹp quá, mua về rất là dở nha các bạn, không ngon nha. Còn bây giờ thì Nhí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Bye bye các bạn. Thank you.